Chào anh em, thì hôm nay tôi làm video này để giới thiệu cho anh em cái dòng máy này. Tôi sẽ làm video để test cho anh em cái dòng máy đánh bài vuông 5 ẻn nhé. Thì trong tới trước tôi có báo cho giới thiệu cho anh em về cái dòng máy đánh bài vuông 5 nhận đàn là 10 là trò chơi sới bạc trên thị trường ẻn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ ra video trực tiếp cho anh em về cái chất lượng của máy ra sao để anh em tin dùng ẻn nhé. Máy báo này, cam báo. Bởi như anh em nào chơi máy đánh bài rồi anh em biết, máy đánh bài anh em mua cái hàng không chất lượng thì thường nó sẽ gặp nhiều lỗi. Thứ hai là cái tốc độ bảo nó rất là chậm. Thứ ba, độ chính xác của nó không phải là hoàn toàn tuyệt đối, bán được bán không. Và thứ tư nữa là cái thời gian chơi của nó rất là lâu và rất là nhanh hết pin anh em nhé. Còn hôm nay tôi sẽ test thử cho anh em về chất lượng của máy này. Thứ nhất là về chất lượng của máy báo đấy, báo camera này báo đấy. Thứ hai nữa là về cái độ chính xác của nó anh em nhé. Rồi anh em lưu ý, đây là cái máy của tôi này, máy vuông 5 này. Anh em lưu ý xem video để biết rõ chi tiết về cái máy này. Anh em nhớ là khi mà anh em đi chơi này, đi mua máy không cần phải lo ngại về vấn đề chất lượng của máy nữa này nhé. Rồi bây giờ đi vào vấn đề chính này, test lại test máy luôn này. Ok nhé, test cho anh em máy lên nhé. Máy đặt xuống này. Hai này, tôi đang để này là chơi là ba người chơi anh nhớ nhé. Đấy, chế độ chơi là nhà cái gần nhất này. Đấy, anh em mình xem chiến lược lớn gần nhất này nhé. Anh em có thể đánh gà bất kỳ ai hoặc là anh em tố tha hồ anh nhớ nhé. Tiếp này, đặt xuống đây. Hai này, còn hai lá này, chia này. Vẫn là chiến lược lớn nhất anh em nhé. Anh em nhìn kép trực tiếp vào video này đấy, thấy không? Cam báo rất là nhanh anh em nhé. Và bây giờ này tôi sẽ tăng lên 4 người chơi này, lớn tăng nguồn lợi này. Tăng nguồn lợi là tăng người chơi, giảm lợi sẽ là giảm người chơi anh em nhé. Tập số này 5 này, 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy báo bao nhiêu anh em chỉ rút đi bao nhiêu lá thôi anh em nhé. Bốc đi bao nhiêu lá thôi anh em chia anh em nhé. 9 điểm anh em có lấy nhất này đấy, rất đơn giản. Và máy này không chỉ là cái chế độ báo cho nhà tài lớn nhất đâu, nó cũng để báo cho anh em biết là hai nhà lớn nhất lần lượt từ trên xuống dưới anh em nhé. Tôi sẽ cài mang nhé. Đây cái máy này là cái máy đa năng anh em chơi toàn lại được anh em nhé. Tất cả những trò chơi bắc miền Trung Việt Nam đều được anh em nhé. Đặt xuống này, anh em cho 41 nhé. Thì nhà số 4 sẽ lớn nhất và nhà số 1 sẽ lớn thứ hai, đúng chưa? Nhà số 4 này lớn nhất này, 7 điểm này, 1 này, nhà số 1 này, 6 điểm lên thứ 2 này, 6 điểm lên thứ 2 này, nhà này 4 này, nhà này 4 này, tiếp này, đặt xuống này, báo rất là nhanh em nhé, vẫn đặt xuống này, báo luôn này. Đấy, anh em này đẩy tôi lại cho tôi video xem nó báo có đến 1 giây không, anh em nhé. Cái tốc độ báo nó chưa hề đến 1 giây, đặt xuống báo luôn rồi. Là số 2 lớn nhất này, 8 đẹp này, là số 1 7 đẹp này, thứ 2 này, và nhà này 5 này, nhà này không đẹp rồi, anh nhé. Đây, đây, báo rất là nhanh. Đó, anh em có thể tùy chọn sang cái chế độ này, báo các cửa này từ cao xuống thấp này, báo các nhà từ cao xuống thấp này. Đấy, thì báo này anh em có thể lựa chọn đánh gà như thế nào anh em nhé. Và tố ra sang giúp anh em có thể chơi được 3, 4, 2, 1 này, 3 này, 4 điểm này, gửi ra này, 4 này, 1 điểm lên thứ 2 này, 1 điểm này, lên thứ 2 bài này, đấy, 2 này, 0 điểm này, như là 0 là 0 10 cơ, anh em nhé. Và đài này cũng là số 1, bé tiếp này, cũng không là 0 điểm này, là 0 thắng rồi, kém hơn, anh em nhé. Còn tiếp được chơi đề bàn đắn nữa này, đặt xuống đây, vẫn là 2431 anh em nhé. 2 này, 4 điểm này, lớn nhất này, 4 này, cũng là 4 điểm này, cầm chất này,
đấy, hai cánh quạt anh em nhé. Đây là chín cơ đây, đây là 4-6 cơ đây, là cái số 2, cái số 3 này, một đĩa này, một áp rồi này, còn đây này này, một đĩa, một chín rồi này, cánh quạt này anh em nhé. Đấy anh em thấy không, chưa được anh em nói nữa đây, số lượng hiệp báo rất là nhanh anh em nhé. 2-4-1-3 này, 2 này, 8 điểm này, nhà số 2 8 điểm nhất này, 4 này là 4 điểm lên đến 2 này anh nhớ, 1 này 4 điểm này, như 4 cánh đấy nhé, 4 cánh quạt nhé. Và thứ 3 này, nhà này là không điểm rồi anh nhé. Đấy, đây theo rất là chính xác. Đây qua video anh em được cái chất lượng của máy báo cho anh em, nó báo rất là nhanh này, độ chính xác của nó là 100% này anh em thích chưa, chuẩn lại được anh em miền Bắc với Trung miền Nam chọn lại được. Nhưng mà trong video này thời gian nó có hạn nên là tôi chỉ test được cho anh em cái chơi miền Bắc là trò đánh liêu, còn những video sau tôi sẽ test cho những trò khác anh em nhé. Anh em lưu ý đăng ký kênh tôi để theo dõi anh em nhé. Xin cảm ơn anh em đã xem video, chào tạm biệt anh em.